Giêsu bạn vô đời, ngày đêm khăng khít với tôi, sao tôi còn chán, còn nghi ngờ, sao tôi còn e mây mờ, sao thấy lòng những quạnh nhiều nay mong trời ngày chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào về phần tôi Giêsu bỏ xa chim sẻ
nghe yêu đương ngài khuyên lớn đừng nên môi dối ở con tôi nương vào con từ bi ngài không nghĩ sợ chi vui hoài tuy biết ngài suốt đường đưa tôi thấy từng bước một thôi chim sẻ mắt chúa vẫn chú vào về phần tôi Giêsu bỏ xa chim sẻ mắt chúa vẫn chú Dạ, cô Bích khỏe không? Dạ, cảm ơn chú khỏe không? Dạ. Hello chị Hồng Hân. Dạ, cảm ơn sư. Chị khỏe không? Dạ, khỏe, cảm ơn sư. Dạ. Đã có ai vô rồi? Bà ngoại đã vô được chưa? Ờ, bà ngoại khỏe không? Dạ, chào cô Chanh. Cô Chanh khỏe không? Dạ, bây giờ đỡ rồi Ngọc Sơn. Ồ, cảm ơn Chúa. Dạ. Dạ, buổi tối hôm nay xin chào quý ông bà, anh chị em và lớp học giáo dục thần học cũng còn thể các anh chị em ở trên online. Trước khi chúng ta sẽ bắt đầu trong thì giờ để học lời Chúa, xin mời Hội Thánh chúng ta mở ra bài Thánh ca 155. Tay Chúa nắm tôi. Bài Thánh ca 155. Tay Chúa nắm tôi. Thánh ca 155, tay Chúa nắm tôi. Lâu rồi mình không có hát bài này. Dạ, Thánh ca 155, quý vị dở ra bài Thánh ca 155, tay Chúa nắm tôi.
đời còn nắm như tôi từ bước đi. Ôi tay cho tôi được yên tin là lùng đường nơi Giêsu tôi thấy. Sinh ra cho đến đầu râu tóc bạc Ngài vẫn tiếp tục vòng ngắm chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã gìn giữ chúng con một tuần lễ vừa qua được một sự bình an trong sự hướng dẫn của Chúa. Con cầu xin Chúa Ngài ban phước cho mỗi chúng con buổi tối hôm nay trong chương trình giáo dục thần học. Chúa Ngài ban phước cho chúng con sức chầu trên chúng con cũng như các học viên cũng như toàn thể con dân của Chúa để chúng con cùng suy gẫm, cùng học tập lời của Chúa, hầu chúng con có lời của Ngài để chúng con sống những ngày đầy khó khăn và chúng con cứ tiếp tục vui vững đức tin cho đến khi Chúa trở lại đem chúng con về với Ngài ở trên nước thiên đàng. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và lời của Ngài và chúng con với lòng biết ơn Chúa. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Xin quý ông bà cha tôi chúc sức. Cảm ơn Chúa, xin chào quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em khỏe không? Khỏe. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta đã đang học bài số 8B, Kẻ thù của nước trời 2, trong Ma-thi-ơ đoạn 12, câu 1 đến câu 54. Phần thứ 3 là chống đối từ tôn giáo. Chúng ta đã học được bài 8A thì kẻ thù của nước trời 1 trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 1 đến câu 30
nói về chống đối từ chính trị, thứ hai là chống đối từ xã hội, và chúng ta đang học là chống đối từ tôn giáo. Nói từ tôn giáo là gồm có họ chống đối Chúa Giêsu về ngày Sa-bát, ma quỷ tìm đủ mọi cách để chống đối, và Chúa Giêsu đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát, cắt bông đồ thì lại bứt bông lúa mì, đang đi đường, và người Pha-ri-si tìm đủ mọi cách để muốn hại và giết Chúa Giêsu. Cho nên tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục câu số 19. Tình rồi chúng ta đã học ở trong Matthew đoạn 12. Matthew đoạn 12 câu 17 và câu 18, xin quý ông bà cho em dở lại ở trong Matthew. Matthew đoạn 12 câu 17. Câu 17 đến câu 21. Để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Esai đã nói rằng: Này tôi tớ, ta đã chọn là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn, ta sẽ cho thánh linh ta ngự trên người, người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoài. Người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la, vì chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái. Người sẽ chẳng bẻ cây gậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng nào người khiến sự trong bình, công bình được thắng. Câu 21, dân ngoại sẽ trông cậy danh của người. Cảm ơn Chúa, trong danh của Chúa Giêsu. Và quý ông bà cho em vừa hát qua cái bài Tay Chúa Nắm Tôi 155, rất là cảm động ha. Chúa sẽ chẳng bẻ cây gậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn. Chúa luôn luôn chăm sóc, giữ gìn chúng ta. Khi vừa mới lọt lòng mẹ, Chúa cũng đã chọn chúng ta. Trước khi sáng thế thì Ngài cũng đã chọn chúng ta. Cho đến thời điểm mà chúng ta được ra đời ở trong lòng mẹ, Chúa cũng chọn chúng ta là con cái của Chúa. Và chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa luôn luôn chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ chúng ta, bảo ẩm chúng ta, an ủi chúng ta. Cho nên khi mà tôi đọc cái câu Kinh Thánh này đó, trong giai đoạn 12 câu 20, tôi rất là cảm kích, rất là xúc động. Lời của Chúa, người sẽ chẳng bẻ cây gậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn. Cho nên mình, khi mà mình càng đi gần với Chúa, càng đi với Chúa mỗi ngày, thì Chúa dù có ma quỷ hay là bão táp thử thách trong cuộc đời mình, giống như Thi Thiên 23, dù khi tôi đi trong trũng bóng chết thì tôi cũng sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng chúng ta. Cho nên chúng ta cứ nương cậy nơi Chúa. Cuộc đời này có lẽ làm cho chúng ta đảo ngược, làm cho chúng ta thất vọng, không như ý muốn của mình xảy ra. Nhưng mà Chúa luôn luôn đi cùng với chúng ta. Ngài không nở bẻ cây sậy đã gãy, và chẳng tắt ngọn đèn gần tàn. Vì vậy cho nên chúng ta thấy lời Kinh Thánh này đã ứng nghiệm, đó là đấng Mê-si, là Chúa, là đấng khiêm nhường, Chúa là đấng không cãi lẫy. Ở trong câu 19, câu ở trong câu 19 và Ê-sai đoạn mấy, đoạn 40, đoạn 42, câu 1 đến câu
đến câu 4. À, câu 1 đến câu 4, lời Kinh Thánh đã được ứng nghiệm trong Ê-sai. À, Chúa Giê-xu đã được ứng nghiệm. Trước khi Chúa Giê-xu sanh ra thì sao? Tiên tri Ê-sai đã báo trước những câu Kinh Thánh này, đã báo trước về Đấng Mê-si-a là Chúa Giê-xu sẽ sanh ra trước 700 năm. Quý vị thấy không? À, và lời tiên tri Ê-sai còn nói nhiều hơn nữa. À, Ê-sai nói về lòng thương xót của Chúa, sự khiêm nhường của Chúa, sự dịu dàng của Đấng Mê-si-a. Ông nói gì? Ngài sẽ chẳng vậy. Chẳng bẻ tiểu sĩ đã dậy. Dạ, chẳng bẻ. Xin quý vị ghi vô. Chẳng bẻ. Chẳng bẻ. Cây sậy đã gãy, chẳng gì nữa. Chẳng dục tim đèn còn hơi cháy. Chẳng dục tim đèn. Chẳng dục. Tim đèn còn hơi cháy. Thấy rất là tuyệt vời ha. Chú không có nở. Chứ có nhiều người lợi dụng mượn gió bẻ măng. Mượn gió bẻ măng. Người ta đang khổ còn mình làm cho người ta khổ nữa. Nhưng mà Chúa thì không. Chúa yêu đến cuối cùng. Chúa nói Ngài yêu ai thì Ngài yêu thương cho đến đến cuối cùng. Dầu núi dời đầu đội đội chuyển lòng nhân, từ Ngài không hề không hề thay đổi. Chúa Chúa hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Chúa không hề thay đổi. Tình yêu của Ngài, quyền năng của Ngài, sức mạnh của Ngài không thay đổi. Cho nên Chúa không nở, không vẽ cây gậy, cây sậy đã gãy mà cũng không tắt ngọn đèn bình tàn. Cho nên mình thấy mình rất là an tâm ha. Theo Chúa là một cái điều khôn ngoan, quyết định là sự khôn ngoan. Chúa không bao giờ làm hại làm phản mình hết. Mà theo Chúa là mình được yêu thương, theo Chúa mình được bình an và theo Chúa mình được sự sống đời đời. Còn mình theo giáo chủ đời này hay là theo một cái đảng phái, một cái chế độ nào đó rồi cuối cùng nếu mà mình sai lầm thì nó chặt đầu mình, nó giết mình, nó làm hại làm phản mình. Bạn bè thì chưa chắc gì tin tưởng đâu. Lúc vui thì cũng nói gì, nhưng mà lúc nó phản hay là lúc mà không bằng lòng rồi thì đi nói xấu không. Mà Chúa không bao giờ làm hại mình cả. Chúa yêu mình đến cuối cùng. Chúa bồng ẩm mình. Và Chúa Ngài là Đấng khiêm nhường. Ngài đến, Ngài thấy người ta khổ thì Ngài đã đi. Ngài động lòng thương xót những kẻ khốn cùng. Rồi Chúa thấy người ta đói thì Chúa quá bánh. Chúa quá bánh ha. Chúa quá bánh cho người ta ăn. Chúa đang bài 8 bi con. Đang dạy câu 19. Câu 19. Dạ. Yeah. Câu 19. Dạ. Yeah. Thì chúng ta thấy là Chúa rất là tuyệt vời ha. Chúa rất là tuyệt vời. Chúa sông nở. Chúa đáng khiêm nhường. Chúa là người mà Đức Chúa Trời đã chọn, rất là yêu dấu, đẹp lòng, mọi đàn. Và Chúa sẽ làm gì nữa? Cho Thánh Linh ngự trên người. Người sẽ rao giảng sự công bình. Cho nên khi chúng ta rao giảng lời Chúa, cái đặc biệt là Chúa phải sức dầu. Chúa chọc sức dầu cho mình. Chúa ban Thánh Linh cho mình. Để mình mới nói ra nó có kết quả được. Vì vậy, kính quý ông bà anh chị em, dở lại trong Matthew đoạn 11, ở trong câu 20. Matthew đoạn 11, câu 1, đến câu 15.
Maria đồng 11. Maria đồng 11. Câu 1 đến câu 15. Trang 13. Trang 13. Vả Đức Chúa Giêsu đã dạy các điều đó cho người 12 môn đồ rồi bèn lìa khỏi chỗ này đặng đi giảng dạy trong các thành xứ đó. Khi dân ở trong ngục nghe nói về các công việc của Đức Đấng Christ thì sai môn đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng: Thầy, có phải là Đấng phải đến hay là chúng tôi còn phải đợi Đấng khác chăng? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hãy về thực lại cùng dân những điều các ngươi nghe và thấy. Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành. Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta. Khi họ ra về, Đức Chúa Giêsu mới phán về việc dân cho đoàn dân nghe rằng: Các ngươi đã nghe xem chi trong đồng vắng? Có người xem cây sậy bị gió hung chăng? Các ngươi đi xem cái chi nữa? Có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đền vua, nhưng các ngươi lại đi xem cái chi nữa? Có phải là xem đấng tiên tri chăng? Phải, ta nói cùng các ngươi, cũng hơn đấng tiên tri nữa, ấy là vì người đó mà có chép rằng: Này, ta sai sứ ta đến trước mặt con đặng dọn đường sẵn cho con đi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra không có ai tôn trọng hơn dân Baptist, nhưng mà kẻ rất nhỏ trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người. Song từ ngày dân Baptist đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, vì là kẻ hãm ép đó chón lấy, vì hết thải các đấng tiên tri và sách lịch đã nói trước cho đến đời dân. Nếu các ngươi ấy hiểu biết, thì ấy là Eli, là đến phải đến. Ai có tai, hãy nghe. Hãy nghe. Thì chúng ta thấy cái tấm gương. Ra trong câu 20, cái tấm gương tuyệt. Tấm gương tuyệt vời về chức vụ nâng đỡ này cho người ngã lòng. Chú nói về ông Giăng Báp-tít đúng không? Và Chúa Giêsu đã yên ủi, Chúa Giêsu đã nâng đỡ như vậy cho ai là người đang bị ngã lòng bởi những biến cố này. Giăng Baptist, thì chúng ta ghi vô Giăng Baptist. Không ai mà lớp hơn văn và dân ở dưới trái đất lúc đó, thời đó, nhưng mà trên nước thiên đàng thì người nhỏ thì lại lớn hơn dân. Mà cái người đó là làm gì? Giăng Báp-tít là làm gì? Ông dọn đường cho Chúa đi, dọn đường cho Chúa đi. Ông đầy ơn, lại ơn hồi lúc còn mới ở trong bụng mẹ nè, hồi trong bụng mẹ là ông đã được đầy ơn nè, lại nhảy nhót đã mừng Chúa rồi. Cho nên chúng ta thấy Chúa có chương trình đặc biệt cho mỗi người trong cuộc đời mình ha. Lắm lúc nhiều khi mình mệt mỏi rồi mình thất vọng trong cuộc sống, rồi mình dễ mình so sánh người này người kia, chứ thật ra là Chúa định hết. Chúa có chương trình cho mỗi người, mình có chấp nhận, mình có thỏa lòng cái cuộc sống hoàn cảnh hay không thôi. Thì Chúa có chương trình đặc biệt, Chúa đặt để Chúa thay đổi cuộc đời mình, Chúa biết trước mà, chỉ có mình không biết thôi. Và quý ông bạn cho em xin gạch dưới ở dưới cái phần câu Kinh Thánh Ê-sai 42 câu 1 đến câu 4 bằng bút màu đỏ
trong Kinh Thánh để mình dễ nhớ. Mỗi lần mình đọc đến cái phần Kinh Thánh này thì chúng ta sẽ nhớ, sẽ nhớ nói về biết cái chữ ân. Bên là Matthew đoạn 12 câu 18. Này tôi tớ ta đã chọn là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn. Ta sẽ cho Thánh Linh ta ngự trên người, người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại. Chúa ban Đức Thánh Linh. Hồi xưa Chúa ban cho các tôi tớ Chúa có Thánh Linh Chúa để làm việc Chúa. Ngày hôm nay Đức Thánh Linh Chúa cũng ban cho chúng ta khi ngày lễ ngũ tuần, và khi chúng ta muốn đời dạy Chúa thì chúng ta cầu xin. Chúa là đấng không có tiếc, Chúa ban cho chúng ta một cách rộng rãi. Chúa ban cho chúng ta có Thánh Linh Chúa để chúng ta rao giảng lời Chúa, làm chứng về Chúa, lời nói của mình được gây dựng. Và để nhắc quý ông bà anh chị em kinh nghiệm về lời tiên tri đã được ứng nghiệm, đó là lời tiên tri ở trong đọc được ứng nghiệm trong Ê-sai 42 câu 1 đến câu 4 nha, đã được ứng nghiệm trong cựu ước, ứng nghiệm ở trong tân ước, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 18. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 á, mình thấy Ma-thi-ơ đoạn 12 đó có hai dịp mà người Pha-ri-si lên án Chúa Giê-xu phạm ngày Sa-bát. Lần thứ nhất á, họ chỉ trích các môn đồ đã làm gì? Câu 22 á, bức bông lúa mì, bức ghi chỗ bức. Chúa sửa sai họ bằng cách dùng hai ví dụ ở trong cựu ước. Ví dụ thứ nhất là gì? Về vua David và các thầy tế lễ ghi vô. Thì tế lễ phạm tội, vua David thì ăn bánh của ăn bánh thánh chỉ có dành riêng cho mấy ông thầy tế lễ thôi, nhưng mà ổng đói, ổng với mấy quần lính thì thèo đổi quá ăn. Rồi người Pharisee chỉ trích Chúa Giêsu gì đó, chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Ok, ghi vô chữa bệnh. Một lần nữa thì Chúa sửa sai họ bằng cách Chúa dùng ví dụ gì? Về con chiên được đem lên khỏi ví dụ về con chiên là ăn cừu á, con chiên là đem lên khỏi hố, bị té xuống hố trong ngày Sa-bát. Chúa hỏi họ, nếu mà có một con chiên mà bị té xuống dưới hố trong ngày Sa-bát thì mình có nên vớt nó lên không, cứu nó không? Thay vì làm theo truyền thống loài người thì Chúa Giê-xu dạy rằng cô cần phải giữ ngày Sa-bát làm sao? Theo tinh thần chứ không phải theo luật pháp hay là cái chữ, phải không? Tinh thần, không phải theo danh tự. Tinh thần của luật pháp hơn là theo gì? Theo chữ. Ghi vô. Thay vì chấp nhận lời của dạy của Chúa thì họ làm cái gì? Họ muốn giết Chúa. Ghi vô. Giết. Họ giết. Đúng không? Chấp nhận, họ ghét. Họ muốn giết Chúa. Họ quyết định giết Chúa.
Rồi cái nguyên nhân á, hỏi quý vị á, cái nguyên nhân á khiến họ âm mưu mà giết Chúa đó, chống lại Chúa, xuất phát từ cái gì? Bất đồng ý kiến. Bất đồng ý kiến gì? Vậy gì? Ngày Sa Bát. Ngày Sa Bát. Đi vô. Ngày Sa Bát. Chúa Giêsu đã không dùng sự bạc đãi để mà tự vệ, và vì vậy đã làm ứng nghiệm lời tiên tri về đấng Mêsia trong sách Ê-sai đoạn mấy? 42 câu 1 đến câu 4. Cho nên ở trong Mác á, ở trong Mác đoạn 2 á, Chúa Giêsu mới nói là vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Cho nên Chúa nói vậy là con người phải làm chủ ngày Sa-bát. Làm chủ ngày Sa-bát, vì con người Chúa mới lập lên ngày Sa-bát thôi, mà Chúa là người mà lập ngày Sa-bát để cho con người. Cho nên nhiều khi mình cũng giữ lực đó, nhưng mà nhiều khi mình chỉ mình chỉ xét xử hay là mình chỉ coi cái lực đó như là cái căn bản để mà mình xử người ta. Mà nếu mà mình có tình yêu thương thì mình cũng dùng cái lực đó, nhưng mà mình có cái cách nhìn khác hơn một chút. Giống như Chúa dùng ở đây nói đến cái tinh thần hơn là nói đến cái lực lệ và những cái điều tốt mình cần nên làm. Mình giúp đỡ. Chẳng hạn mình thấy cái người đó khổ khốn cùng, khổ sở quá, thì Chúa có cái tấm lòng đồng lòng thương xót, thì mình cũng đặt mình như Chúa, đặt cái trường hợp vậy thì Chúa sẽ làm sao, mà mình phải làm sao. Không bao giờ quý ông bà chị em đặt mình nghĩ nếu mà Chúa có ở đây thì Chúa sẽ làm sao, Chúa sẽ giải quyết làm sao không? Chúa sẽ giải quyết làm sao? Thì mình đặt mình, nếu mà Chúa ở đây thì Chúa giải quyết làm sao? Thì mình sẽ đối xử với anh em mọi người xung quanh dễ hơn. Tại vì mình cư xử giống như mình suy nghĩ. Cho nên đó, ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu giải thích cho những người Pharisee rất là rõ luôn, nhưng mà họ gì, họ không lý luận lại bằng Chúa, họ suy nghĩ chỉ có lực thôi, chứ họ không có cái lòng thương xót đó, cho nên họ muốn giết Chúa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua đến cái phòng A là ngày Sa-bát, chúng ta đã học rồi. Bây giờ chúng ta qua đến phần B về chống đối từ tôn giáo đó, là nói đến Sa-tan. Bây giờ xin quý ông bà anh chị em mở lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 22 đến câu 37. Xin mời chị Hồng Ân. Mời chị Hồng Ân đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 22 đến câu 37.
Chúa chữa lành người bị quỷ ám, tội phạm đến Đức Thánh Linh, cay và trái. Bây giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Giêsu một người mắc quỷ ám đuôi và câm. Ngài chữa cho đến nỗi người câm nói và thấy được. Chúng lấy làm lạ mà nói rằng có phải người đó là con cháu vua David chăng? Xong những người Pharisee nghe vậy thì nói rằng người này chỉ nhờ Beelzebul mà là chúa quỷ mà trừ quỷ đó thôi. Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng họ thì phán rằng một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang, một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được. Nếu quỷ sơ tâm trừ quỷ qua tâm ấy là tự nó chia xé nhau thì nước nó làm sao còn được ư? Và nếu ta nhờ Beelzebul mà trừ quỷ thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ ư? Bởi đó chúng nó sẽ xử đoán các ngươi vậy. Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. Hay là có lẽ nào ai vào nhà một người mạnh sức để cướp của mà trước không trói người mạnh sức ấy được sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được. Ai không ở với ta thì nghịch cùng ta. Ai không thông hiệp với ta thì tan ra. Ấy vậy ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha. Xong lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha. Xong nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu. Nhìn xem trái mà biết cây. Hỡi dòng dõi rắn lục, bây giống là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng ngươi nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Giả ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói ra. Vậy bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Amen. Cảm ơn Chúa. Và cái phần đoạn Kinh Thánh này rất là ý nghĩa luôn quý ông bà anh chị em. Mình không có thời gian để giải thích, mà ý ở đây là những người Pharisee họ nói Chúa Giêsu là lấy quỷ từ quỷ, họ phạm thượng đến vậy đó. Và ở đây Chúa giải thích mà ai mà phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì đời này đến đời kia thì không được tha thứ nha. Phạm thượng đến con người là Chúa Giêsu thì còn được, Chúa còn chấp nhận tha. Nhưng mà phạm tượng đến Đức Thánh Linh là tiêu đời luôn. Tiêu đời luôn. Cho nên đừng có ngu dại mà phỉ báng đạo của Chúa. Tiêu. Tiêu luôn. Quý ông bà anh chị em đã đọc cái phần Kinh Thánh này chưa? Đã rồi hả? Quý ông bà anh chị em đánh dấu vô. Mình đã đọc rồi thì mình sẽ đánh dấu vô. Như vậy thì chúng ta thấy người Pharisee rất là ác, rất là nói ăn nói ngược ngạo, và nó bày ra nhiều cái lực lệ để mà nó ép người ta không làm được. Mà cái bọn nó thì không làm được. Nó cho nên Chúa mới nói là những kẻ đó là kẻ giả hình, kẻ mà rắn độc, rắn lục. Và chúng ta nhớ ông nào nói mà hỡi kẻ rắn lục? Ông Giăng Báp-tít. Ở đây đến đây Chúa cũng mà bực quá là Chúa cũng nói mà hỡi dòng dõi rắn lục, bay vốn là loài xấu, bay vốn là làm loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì họ đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Kẻ xấu làm sao nói ra cái sự tốt được? Một cái suối nước Gia Cơ, nó một cái suối nước
Còn cái suối nước ngọt không thể nào ra nước đắng được. Còn cái suối nước đắng mà không thể nào ra nước ngọt được. Nên xem trái thì biết cây. Cây tốt, cây xanh, trái tốt và cây xấu. Mình thấy trái xấu. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy đó. Lời buộc tội thứ nhì của người Pharisee là dành cho Chúa Giêsu còn nặng hơn lời buộc tội thứ nhất. Là tội thứ nhất là gì? Là chỉ là chữa bệnh trong ngày Sa-bát và các môn đồ bức lông búa lúa mì ăn. À, còn cái buộc tội thứ hai là nặng hơn nữa. Họ nói Chúa Giêsu, tố cáo Chúa Giêsu trong câu 24 đó. Câu 24. Xong những người Pharisee nghe vậy thì nói rằng người này chỉ nhờ Bê-en-xê-bun là chúa quỷ mà trừ quỷ đó thôi. Giống như tôi kể quý ông bà anh chị em mới giờ. Bà chị em biết mấy ông thầy Pháp, thầy bùa không? Ở Việt Nam á. Ở đây thì có, cũng có. Cũng có cách đây cũng khoảng 10 năm ha. Có cái bà Việt Nam, tôi biết bà có tên Mỹ hay gì đó. Bà là coi bói nha, cũng nổi tiếng dưới miền Nam Cali á, Việt Nam à. Mà bà coi bói tiền nhiều lắm à, người ta mê tín á. Nhưng mà bà cũng không biết ngày bà chết. Bà coi bói bà biết người ta mà sẽ xảy ra tai nạn rồi sẽ chết. Thì bà biết, nhưng mà bà thì bà không biết bà. Cho nên mấy thằng cướp á quý vị, nó vô nó giết bà. Nó giết bà, nó lấy tiền. Nó giết bà chết quèo. Bà đó rất là nổi tiếng ở miền Nam. Tôi không nhớ tên bây giờ. Mình có thể lên Google mình bấm ra, có thể ra. Cho nên quý ông bà anh chị em biết là ở Việt Nam á là có những thầy bùa, có những thầy bói. Người ta thờ ma quỷ đó. Rồi giống như là người ta bị quỷ nhập. Rồi nó cho được cái này đòi được cái kia để mà họ coi bói, giống như ở trong Kinh Thánh và Simon đó. Những kẻ đó coi như là được trục lợi từ những người mà bị quỷ ám á. Rồi nó điều khiển. Rồi nó cũng thờ nó thì nó cho chút xíu để được lợi. Khi ông Phaolô những người đi giảng đạo thì nó bất cái quyền lợi, cho nên nó đến nó phá. Cho nên chúng ta thấy, cho nên những người Pharisee họ cũng biết chút chút về mấy thầy bói, thầy bùa. Nói chỉ này chắc mấy nhờ quỷ mà trừ quỷ quá. Nhưng mà nó nói người khác thì được, nhưng mà nó lại nói Chúa Giêsu là nó rất là phạm thượng. Cho nên họ tố cáo Chúa Giêsu ở trong câu 24 là vậy. Câu 24 phần A đó. Chúa quỷ. Ngài đuổi quỷ khỏi quyền. Đuổi quỷ khỏi quyền năng của Ok, ghi vô. Ngài đuổi quỷ bởi quyền năng của BN Sabun. Coi như là lấy độc thì độc á. Chúa quỷ từ quỷ. Mà Chúa làm gì khiến người Pharisee lại tố cáo Chúa Giêsu như vậy nha? Chúa làm gì? Chúa làm người bị quỷ. Quỷ ám ha? Ám tâm biết. Chúa giúp người ta mà nó cũng tố cáo Chúa nữa. Chúa giải phóng người bị quỷ ám mà nó cũng lại, bọn Pharisee nó cũng lại tố cáo Chúa. Hết nói rồi. Nói là tố cáo Ngài là
Ngài chữa lành người, người bị quỷ ám, ghi vô. Ngài chữa lành người bị quỷ ám. Chẳng hạn như hồi xưa mình ở trong nhà thờ mình có những người bị quỷ ám á, mình cầu nguyện á, thì tự nhiên có người khác đi vô nói mình chắc là mình dùng chúa quỷ để trừ quỷ, thì quý vị có tức không? Tức chứ, tại vì nó nói bậy. Mình dùng quyền năng của Chúa Thánh Linh, mình nhân danh Chúa Giêsu Christ Nazareth, mình đuổi mà. Chứ mình có biết quỷ, mình có chơi với quỷ đâu, như cũng như thầy bùa thầy pháp đâu, mà mình dùng Chúa quỷ mà trừ quỷ, mình nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh. Amen. Cho nên đó là Chúa Giêsu cũng dùng quyền năng của Chúa Thánh Linh để mà Chúa đuổi quỷ. Như vậy thì theo Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 28 đó, mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. Như vậy là sự kiện người bị quỷ ám được giải cứu là bằng chứng của một chân lý vĩ đại. Ấy là gì? Cô Trân. Câu 25 đó. Phần A. Nước Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời đã đến. Đi vô. Nước Đức Chúa Trời. Chúa nói là Chúa dùng Thánh Linh, Chúa cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để mà trừ quỷ. Chứ không giống như mấy kẻ Pharisee giả hình kia lên án Chúa. Cho nên chúng ta thấy cái quyền phép của Chúa với quyền phép của ma quỷ, mà quỷ nó cũng có phép chứ. Nó cũng làm cho người ta tin chứ. Nó còn ghê nữa. Nhưng mà nó không làm cho người ta sống lại được thôi. Chỉ có Chúa mới làm cho người ta sống lại. Quý vị thấy mình đã học rồi. Khi Chúa đi đến đâu thì ma quỷ nó đi theo đến đó, nó phá. Dùng mấy đám Pharisee cũng là quay sai cho ma Satan đủ mọi cách. Những cái gì mà chống đối Chúa là mình gọi là ma quỷ. Ma quỷ nó lợi dụng, khi nó lợi dụng anh em ở trong phòng thánh của mình, những người để chống đối công việc của Chúa. Mình cũng phải tự xét lại nữa, mình coi cái này có phải là anh em nó bị ma quỷ lợi dụng hay không. Tại vì Chúa cho mình có cái sự khôn ngoan để phân biệt các thần nha quý vị các bạn nha. Chúa cho mỗi người có cái tâm tứ á. Có người thì phân biệt các thần. Mình có Chúa Thánh Linh mà. Chúa cho mình phân biệt các thần. Giả mạo. Phá rối hội thánh. Cho nên quý ông bà anh chị em thấy các thánh thời xưa, các ngôi tớ của Chúa, họ có thần của Chúa. Thì thần của Chúa ngự trên thì họ có quyền năng. Họ biết ma quỷ. Nên thường thường nó hay, khi mà giảng đạo thì thường thường nó hay, nó đi lãng giảng lại, nó phá. Nó không muốn người ta tin Chúa, muốn làm cho ta mù lò. Cho nên là nó đến nó phá cái công việc của Đức Chúa Trời mà. Nó đến nó phá, nó ngăn cản, nó phá đám, nó quậy. Cho nên có những tôi tớ được ơn đó quý vị. Nhìn cái mặt thấy ma quỷ là nó thường thường nó đi theo con người mà. Nó nhập vô người ta. Cho tôi tớ đó biết phân biệt các thần, nhìn thấy đó là đuổi nó. Cho nên chúng ta thấy đó, mình buồn cười khi bảo rằng ma quỷ bị đuổi ra khỏi quyền lực của Satan
nước như nước của Satan không thể tự chia rẽ để chống lại chính nó. Cái điều gì xảy ra cho một nước trong cái tình trạng như thế? Điều gì xảy ra? Nước ấy sẽ sụp đổ. Nước ấy sẽ sụp đổ. Ghi vô. Có 25 còn đi. Cho nên mình thấy đó, mình thấy một cái quốc gia nào, một cái đảng phái nào mà nó chống đối, nhưng mà nói gần nhất đi, giống như cái bọn dân chủ thì nó làm tầm bậy tầm bạ, nhưng mà nó lại nó hiệp một nha quý vị, là hiệp một, không có thằng nào dám chống đối, em rẻ thằng nào cũng nghe lời. Còn cái bọn cái bọn cộng hòa là coi như là nó hai mặt, mấy dân chủ cũng vô theo đảng cộng hòa để làm gì, để nó quậy mấy đảng cộng hòa, coi như là trống thổi xuôi mà càng thổi ngược, cho nên lúc nào nó cũng có người nó chống hết đó. Lúc nào quý vị thấy hai đảng nó bỏ phiếu vậy chứ, đám dân chủ vậy chứ, nó hiệp một à, nó làm bậy bại vậy chứ, nó hiệp một hơn là cái đám cộng hòa là chuyên môn là phá, có mấy đứa vô phá, chống đối, phá đám để cho mà không thành lực. Cho nên đó là Chúa mới nói là một đất nước, Chúa ví dụ một đất nước mà nó chia rẽ là nó tan. Quý vị thấy mấy cái nước mà tối ngày cứ đấu tranh, tối ngày cứ mà quậy phá, rồi nước đó không yên ổn. Nó phải hiệp một nó mới yên ổn được, xã hội nó mới yên ổn được. Còn tối ngày cứ biểu tình chống đối hoài thì nó làm sao yên ổn được. Cho nên Chúa ví dụ rất là rõ, Chúa nói là nếu mà ma quỷ mà nó chống đối, nó không thuận nhau thì sao? Nó sẽ tan thôi. Cho nên đó là làm sao mà cậy ma quỷ mà đuổi trừ quỷ được. Sẽ sụp đổ. Cho nên Chúa nói sẽ sụp đổ. Một thế chế nào trong xã hội cũng vậy. Nếu mà tối ngày cứ chọc phá hoài, chống đối hoài, giống mình đọc lịch sử lại, mình thấy hồi trước 75 ha, Việt Nam Cộng Hòa thì là sao? Có mà Nam Dùng ở Đàm Phong tối ngày biểu tình chống phá rồi, cuối cùng nó cũng sập. Tại vì còn quý vị thấy nước Đại Hàn không? Mình nói về chính trị chút xíu á, thì nước Đại Hàn á, Nam Hàn đâu? Nam Hàn nó đâu có cộng sản đâu. Chứ Nam Hàn mà có cộng sản giống như miền Nam Việt Nam mình là cũng sập luôn. Tại sao Mỹ ở giữ cho nước Nam Hàn mà tụi Bắc Hàn không dám đụng gì hết á? Bắc Hàn nó không dám đụng. Nó không dám đụng Nam Hàn. Nam Hàn rất là khôn. Rất là khôn luôn nha quý vị. Tại vì nó tin Chúa, khôn. Người nào mà tin Chúa rất là khôn. Mỹ trấn ở Nam Hàn là tụi Bắc Hàn đâu dám, ngày hôm nay nó có bom nguyên tử nó cũng dám đánh Nam Hàn, quý vị. Tại nó nắm Nam Hàn là Mỹ luộc liền. Và quý vị biết Nam Hàn bây giờ họ rất là giàu có. Họ tin Chúa coi như khoảng từ thống kê khoảng là 45% cho đến 50%, coi như là đất nước Phật giáo mà. Nhưng mà quý vị thấy là Tin Lành giờ giảng ra khắp đất là mấy người Nam Hàn, chứ bây giờ không còn nói là những người châu Âu hay là người Mỹ nữa nha quý vị. Cái missionary là giờ là đa số là Đại Hàn, đi khắp thế giới để giảng Tin Lành. Và quý vị biết Nam Hàn giờ là quý vị biết tất cả những đồ gia dụng ở trong nhà của mình, và Samsung nè, rồi LG nè, rồi xe thì xe Hyundai nè, xe Kia nè, bây giờ những chiếc xe đó nó rất là văn minh nha quý vị, nó còn qua mặt thành Nhật luôn quý vị. Quý vị thấy không? Chúa ban cho họ có sự khôn ngoan. Còn về chính trị á quý vị, họ rất là khôn nha quý vị. Là họ đâu có để cộng sản nó nằm vùng ở trong nước Nam Hàn. Tại vì Nam Hàn á nó khôn, nó biết là cái cộng sản là không thể nào mà
mà ở trong nước là được, không có thể nằm vùng được. Cho nên đó là quý vị thấy, chứ nếu mà Nam Hàn mà giống như Việt Nam Cộng Hòa trước 75 là sạch lâu rồi. Tại vì nó nằm vùng từ bên trong. Thì xưa quý vị biết là Việt Nam trước 75 mình đọc lịch sử là mình biết là có mặt trận tổ quốc, mặt trận giải phóng miền Nam, có đồng khởi, thì nằm vùng trong đó là sạch thôi. Chú nói một nước mà nó tạo phản, là một nước mà coi như là ăn cơm quốc gia thờ ma trọng sản là sạch thì đúng rồi, nhưng mà Nam Hàn không có chuyện đó. Nam Hàn không có cộng sản, nó không sống được. Cho nên Chúa dùng một cái đất nước, mặc dầu là kế bên kia thì Bắc Hàn, bên đây là Nam Hàn tự do, mà đám kia đâu dám đụng gì đâu. Ngay cả người Nam Hàn, tại sao họ luôn luôn cứu tế quý vị, họ nuôi Bắc Hàn, họ đem đồ ăn, họ chở qua, họ viện trợ Bắc Hàn, chứ không Bắc Hàn nó đói nó chết. Rồi hãng xưởng quý vị biết đó, hãng xưởng là nó đem qua biên giới Bắc Hàn để nó mở hãng xưởng, nó để nó nuôi người dân Bắc Hàn, cho người dân Bắc Hàn có công ăn việc làm. Quý vị thấy người Nam Hàn họ hay không? Tại vì họ có Chúa, họ có tấm lòng họ rất là rộng rãi quý vị. Đất nước rất là văn minh, lại mình chưa có cơ hội đi phá thăm Bắc Hàn, nhưng mà tôi ước ao là có dịp mình đi về Việt Nam, mình sẽ ghé Nam Hàn, mình sẽ thăm những hội thánh vĩ đại, hội thánh Tin Lành vĩ đại ở bên đó. À, rồi mình sẽ ghé, mình nghỉ dài ban hôm, mình coi được cái đất nước rất là văn minh, được Chúa ban phước với ông bà anh chị. Cho nên họ mới sống nổi tới ngày hôm nay. Chứ dễ gì, chứ miền Nam là bỏ chạy mất tiêu rồi. Cho nên đó là người Nam Hàn mà họ sống với, kế bên Bắc Hàn là cộng sản mà con nguyên tử mà tụi nó không dám làm gì. Cho nên ý tôi muốn nói đây, nói về chính trị là nói về đây là Chúa nói một đất nước. Người Pharisee nói là Chúa lấy quyền của chúa quỷ mà trừ quỷ, là cái đó là bậy. Chúa nói một đất nước mà nó loạn, một đất nước mà nó không hiệp một là nó bị tan. Và mình thấy thực tế vậy, tất cả các thể chế ở trên thế giới này, cộng sản hay là dân chủ đi nữa, tối ngày nó quậy phá hoài, đánh phá hoài thì cũng sẽ tan. Cho nên là người Pharisee là nó phạm thượng. Rồi cái chữ nước ở đây là chú nói gì? Ý chú nói là gì? Câu 26 chú nói nước xuất hiện mấy lần ở trong Matthew đoạn 12 câu 25 đến câu 28? Ba lần. Ghi vô, ba lần. Nước. Cái nước đó, nói về đất nước đó, hay là nói nước về nước trời, hay là nói nước thiên đàng, hay là nói nước về một cái thể chế chính trị. Như vậy mình sẽ dùng cái bực đỏ để mình viết gạch, hoặc là viết chì, mình gạch dưới cái chữ nước trong Matthew, trong Kinh Thánh, từ câu 25, câu 26, câu 28. Câu 28, Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ thì phán rằng một nước, xin chúng ta gạch dưới một phanh tròn cái chữ nước, mà chia xé nhau thì bị phá hoang một thành, hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được. Nếu quỷ Sa-tan từ quỷ ấy là từ nó chia xé nhau thì nước, gạch cái chữ nước trong câu 26, nước nó làm sao còn được ư? Và nếu ta nhờ Bê-ên-xê-bung mà trừ quỷ, thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ ư? Bởi đó chính chúng nó sẽ xử đoán các ngươi vậy. Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ, thì nước nào? Nước Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi. Amen. Hallelujah. Nước Đức Chúa Trời đã đến gần quý ông bà anh chị em. Có những điều xảy ra không như ý muốn. Con người thường thường họ hay cứng lòng. Họ không muốn tin Chúa. Và nếu tin Chúa thì có chết đi nữa thì mình cũng được sự sống đời đời. Phải không? Quý vị đồng ý không? Amen không? Amen. Amen. Có những người bạn tôi thấy đó,
khi mà con cái xảy ra bị đau ốm, bệnh tật, ung thư, họ tuyệt vọng, họ không có Chúa mà. Họ giờ đâu có tìm, họ không có niềm tin thì họ đâu có biết con người sẽ ra thế nào đâu. Còn mình có Chúa đó quý ông bà anh chị em, nó vui hơn, có Chúa mình bình an hơn. Tại vì nếu mà cái thể xác mình có tiêu tan đi nữa thì cái linh hồn mình sẽ coi như là mình bước qua một cái giai đoạn mới đó. Một cái nơi chỗ ở mới, một cái địa chỉ mới đó. Là mình được vào nước thiên đàng tức khắc. Cho nên mình có cái hy vọng. Còn người thế gian họ không có hy vọng nha quý vị. Họ vĩnh biệt. Chứ họ không có là tạm biệt. Họ vĩnh biệt. Họ đau khổ. Từ qua đời ở không có Chúa họ đau khổ. Nhưng mà chúng ta ở trong Chúa thì chúng ta có hy vọng. Chúng ta vui mừng vì cái người đó bước vào nước Đức Chúa Trời. Chúa tiếp linh hồn của người đó giống như Chúa tiếp linh hồn của Ê-tiên, tiếp linh hồn các thánh tử đạo. Cái điều thật sự xảy ra quý ông bà anh chị em biết á, trái ngược với những gì mà người Pha-ri-si đã gợi ý. Sự giải thoát người bị quỷ ám chính là bằng chứng người này là người mạnh sức. Người mạnh sức tức là Satan đã bị trói. Trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 20-29. Hay là có lẽ nào ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của mà trước không trói người mạnh sức ấy, được sao phải trói người này mới cướp của nhà người được. Câu kinh thánh này hay nha. Câu kinh thánh này hay á. Cái người mà ăn trộm hay người cướp là nó phải học câu này nha. Muốn là ăn cướp ăn trộm là trước nhất làm gì? Vô nhà làm gì? Trói người mạnh sức. Còn mình mà không trói nó là nó giết mình luôn á. Nó phản lại á. Chứ không phải giỡn đâu. Cho nên mấy ăn trộm, mấy ăn cướp là nó có súng hay là nó có dây đồ là nó vô nó bắt đàn bà con nít hoặc người trai trẻ là phải trói trước hết. Chứ hồi họ phản kháng lại sao? Nó đâu, nó cũng sợ chết chứ. Ở đây Chúa nói là trước nhất mà muốn vô ăn trộm ăn cướp á, là phải trói cái người mạnh sức trước. Rồi sau đó thì mới cướp của. Mới cướp của người đó. Ý cái câu này Chúa nói là sao? Hay cái câu 28 đó. Thì Chúa nói là nếu ta cậy thánh linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. Đến tận các ngươi. Như vậy thì quyền năng duy nhất có thể trói buộc Satan chính là quyền năng gì quý vị ông bà chị em? Thánh linh của Đức Chúa Trời. Ghi vô, thánh linh. Thánh linh. Thánh linh của Đức Chúa Trời. Đây chính là điều người Pharisee không chịu chấp nhận. Người Pharisee chả biết thánh linh gì cả. Mặc dù có đọc kinh thánh, hiểu đạo. Ở trong kinh thánh là thần của Chúa ngự trên ta. Ở đây chúng ta thấy là trong Ê-sai hồi nãy đó, 42 đó. Thần của Chúa, người mà rất yêu dấu đẹp lòng ta, ta sẽ ban thánh linh ngự trên người để giảng đạo đó, công bình cho dân ngoại. Mà các vị thánh ngày xưa là được thần của Chúa ngự. Thần của Chúa là thánh linh đó quý vị. Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước ở trong sáng thế kỷ đoạn 1 đó quý vị. Khi mà Chúa dựng nên thế giới này thì ba ngôi Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh, ba ngôi là Chúa dùng là chúng ta đó, sẽ dựng nên đó. Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Khi mà Chúa Giêsu làm lễ báp têm đó, sông Giu-đanh thì Kinh Thánh nói vậy, mình học rồi đó. Đức Thánh Linh ngự lên Chúa Giêsu ha, giống như chim bồ câu và ở trên trời có tiếng
Đức Chúa Trời nói này là con yêu dấu của ta. Đẹp lòng ta nội nàng. Cho nên thần của Đức Chúa Linh, mình ngày hôm nay là ngày mà của Chúa Thánh Linh. Cho nên mình hầu việc Chúa phải dùng quyền năng của Chúa Thánh Linh quý vị, đừng có dùng sức riêng. Thần rồi tao có nói rồi đó. Sức Chúa vô hạn, sức mình giới hạn. Chúa cho mình luôn luôn. Chúa nói và cơ nói nếu mà mình không có sự khôn ngoan thì cầu xin Chúa sẽ ban cho mình rộng rãi. Không người không có trách móc ai thì người đó sẽ được ban cho. Rồi á, là mình muốn Đức Thánh Linh thì mình phải cầu nguyện Chúa thì Chúa sẽ ban đầy dẫy Thánh Linh đến mình. Feel Holy Spirit. Giống như mình uống ly nước này đúng nữa. Mình uống cạn ly nước thì có người châm vô thì nó đầy đúng không? Thánh Linh cũng vậy. Thánh Linh cũng vậy. Chúa đầy dẫy Thánh Linh mình khi mình không có phạm tội thì Đức Thánh Linh đầy dẫy mình, xin Chúa sẽ ban cho mình rộng rãi để mình hầu vì Chúa. Mà người đầy dẫy Thánh Linh là giống như vay mượn thôi, Chúa cho mình để mình hầu vì Chúa, để gây dựng. Ban cho ân tứ cũng vậy, để gây dựng chứ không phải ân tứ để mình xài riêng mình. Vì vậy cho nên quý vị thấy Chúa ban cho ông Samson cái ân tứ, cái sức mạnh đó để ông làm gì? Để ông cai trị dân sự của Chúa. Mà ông dùng cái sức mạnh đó ông đi phá đá, ông đánh mấy dân Philistin, rồi ông ham sắc dục nữa. Cho nên cuối cùng ông mới bị ông tiết bộ bí mật quân sự. Ông tiết lộ bí mật quân sự cho nàng Dalila biết cái sức mạnh của ông từ Chúa cho đó. Cuối cùng nó cạo đầu ông trọc lóc, ông yếu xìu, rồi nó khoét mắt ông luôn. Cho nên ma quỷ rất là khôn nha quý vị. Nó đi từng bước một, nó cám dỗ chúng ta. Và nếu mà chúng ta không cảnh giác đó, không nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời soi dẫn thì mình tiêu. Vì vậy cho nên chúng ta dùng quyền năng của Chúa Thánh Linh. Thì ngày hôm nay là Chúa nói trong ngày sau rốt ta sẽ đổ thần ta, tên tôi trai tớ gái, tên xác thịt, mọi loài xác thịt mà sẽ nói tiên tri và nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay quý vị nói lời tiên tri là không phải là đón trước đâu. Tiên tri ngày hôm nay là quý vị đi làm chứng, quý vị đi giảng đạo đó, nói về lời Chúa. Tiên tri. À, cho nên Phaolô nói thà nói một lời khôn ngoan, lời tiên tri hơn là nói tiếng lạ. Nói tiếng lạ xui xì không ai biết. Nói tiếng lạ là mình chỉ nói ở trong phòng thôi, mình cộng nguyện với Chúa thôi. Còn mình nói tiên tri, nói lời khôn ngoan của Đức Chúa Trời thì người ta mới hiểu được là sự cao trọng của Đức Thánh Linh. Còn nếu mà mình nói tiếng lạ, mình nói xui xì, mình nói xanh da la da da luôn mà kia, mình đâu ai biết, người ta nói người mà không biết á, họ vô nói mình là người mọi. Mình là người mọi á, nhưng mà nói tiếng lạ phải có học dịch nha, chứ không phải là có người nói dạy tiếng lạ nữa. Cho nên á là tôi muốn đề cập đến vấn đề đó, nhưng mà mình phải nói lời khôn ngoan, mình nói tiên tri quý vị. Chúa cần nhiều người nói tiên tri. Tất cả con dân của Chúa khi đầy dẫy Thánh Linh thì chúng ta nói tiên tri, nói giảng đạo để mà cứu người, mình được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Giống như Chúa Giêsu ở trần thế, Ngài luôn luôn Ngài đi vào nơi vắng vẻ, Ngài cầu nguyện và Đức Thánh Linh đầy dẫy trên thân của Ngài, ngự trên Ngài Chúa Giêsu để mà giảng đạo, đuổi quỷ, làm nhiều dấu kỳ phép lạ. Xin chúng ta chúng ta còn 20 phút nữa. Xin chúng ta đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 31 đến câu 32. Xin mời cô Hảo đọc câu 31 đến câu 32. Lời cảnh cáo thật kinh khiếp của người cho người Pha-ri-si. Ba mươi mốt, ba mốt, ba hai. Ba mốt, ba hai. Ấy vậy, ta phán
ta, rồi sẽ được tha. Trong lời phạm thiện đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha cho. Nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha. Còn nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Amen. Wow, cái câu kinh thánh này kinh khiếp quý vị ơi. Kinh khiếp. Rất là kinh khiếp, tôi thấy rất là run sợ trước lời Chúa luôn quý vị, nổi da gà luôn nè. Thật kinh khiếp cho người Pharisee và những người mà nói bậy bạ về Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa Giêsu nói gì? Tội duy nhất nào không được Đức Chúa Trời tha? Câu 29 đó. Tội nói phạm với Đức Thánh Linh khi vô. Cho nên những cái điều mà người này người kia làm đó, mình đừng có nói hành quý vị. Những cái ông mục sư hệ phái này, mục sư hệ phái kia mà làm những điều cho Chúa đó, mình cũng đừng nên nói. Mình biết đâu người đó Chúa xức dầu à, mà mình nói người đó cậy cái này cậy kia, trừ khi mà họ giấu cái xin tên là tôi làm này làm kia thì thôi, thì đó mình không nói đi. Nhưng mà mình thấy quyền năng Chúa ban cho tất cả mọi người, những người nào kính sợ Chúa, những người mà sống thánh khiết thì Chúa sẽ ban cho cái người đó Thánh Linh Chúa, để Chúa không có tiếc. Chúa ban cho một cách rộng rãi, mục đích để là hầu vì Chúa thôi. Nhưng mà về sau thì họ, tại vì họ phạm tội, họ kiêu ngạo, họ dỗ người có xin tên. Chỉ có người đó mới đủ quỷ, người đó mới cầu nguyện cho người đó mới hết bệnh thôi. Thì cái đó là sai, không có đúng. Chúa mới ban quyền cho họ thôi. Họ chỉ là cái công cụ để Chúa sử dụng thôi. Và Chúa Giêsu hàm ý ai sắp đi sát đến cái chỗ phạm tội không được tha. Tôi nói ai? Người Pharisee. Mà phạm đến Đức Thánh Linh, tức là nói rằng việc Ngài làm chính là việc bởi gì? Bởi Satan. Bởi Satan chứ không bởi Đức Chúa Trời. Đó là phạm thượng đó. Cho nên mình đừng có đụng đến họ làm gì. Mình cầu nguyện, nếu mà họ làm sai thì mình cầu nguyện cho họ. Cầu nguyện cho họ để họ trở lại đúng. Họ biết ăn năn sớm. Chứ nhiều người tôi thấy họ lúc họ được ơn á, thì mình có thấy Chúa làm trên đời sống họ nhiều dấu kỳ phép lạ lắm, làm nhiều cái điều tốt lắm. Mà khi họ mắc ơn, họ kiêu ngạo lại quý vị. Họ mất cái... mất cái ân tứ đó. Tại vì Chúa nói Chúa ban cho người này người kia, mà Chúa cũng lấy lại rất là dễ. Chúa lấy lại rất là dễ. Cho nên mình cẩn thận khi mà Chúa ban ơn cho mình. Mình phải trung tín thì Chúa mới tiếp tục đổ thần của Ngài. Mà mình không có dâng lời, phải dâng lời luôn luôn. Mình dâng lời Chúa thì Chúa sẽ tiếp tục ban phước cho mình. Còn nếu mà mình phạm tội, mình không biết ăn năn thì Chúa bỏ, Chúa lìa xa. Thần của Đức Chúa Trời sẽ rời bỏ. Cho nên ở đây người Pharisee họ phạm thượng là họ nói là họ nói Chúa dùng chú quỷ mà trừ quỷ. Và Chúa nói là phạm thượng đến con người, chứ con là nhất qua đó, quý vị thấy trong Kinh Thánh không? Là Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu vẫn còn thương xót. Mình không biết mình làm gì. Ngay cả lúc mà Chúa Giêsu bị đóng lên hình thập tự giá đó, nhớ không? Thì Chúa Giêsu còn nguyện sao? Cô Bích. Xin Chúa tha cho họ. Tha tội cho họ. Thì họ không biết mình làm gì. Mình làm điều gì. Chúa còn thương nha quý vị bạn cho em. Yeah. Chúa Giêsu rất là nhân ái quý vị.
ở trong Maria đoạn sinh trong Esai đoạn 42 đó, nãy mình đọc rồi. Maria đoạn 12 câu 18, Chúa là đấng yêu dấu, Chúa là rất là khiêm nhường. Ngài không bẻ cái gậy gần tàn, cái đèn sắp tắt. À, Ngài rất là khiêm nhường quý ông bà chị em. Nên mình học ở nơi Chúa khó làm lắm, nhưng mà mình học ở nơi Chúa những ngày cuối đời mình, xin Chúa cho mình học được những cái lời dạy của Chúa. Mình càng lớn thì mình sẽ càng đầm hơn, mình biết cách cư xử nhiều hơn. Tại vì lúc trẻ thì mình nóng tánh, thì mình làm những cái chuyện mà theo cái thác lịch của mình. Nhưng mà khi càng lớn thì tôi thấy là mình Chúa có control mình. Đức Thánh Linh của Chúa có sử dụng mình để mình cái chuyện gì nó đâu cũng còn có đó. Không có chuyện gì phải vội vàng cả. Cho nên ở đây chúng ta thấy là phạm tượng đến con người là Chúa Giêsu thì Chúa còn cầu nguyện tha mình. Chúa còn tha mình chứ. Mình đúng nít Chúa Thánh Linh rồi thôi là tiêu. Cho nên mình đừng nói hành gì Đức Chúa Thánh Linh, là anh em của mình là cũng cùng một cái Chúa nói chỉ có một tên lành thôi. Tại vì là nhiều tên thôi, nhiều giống như nhiều anh em thôi. Nhưng mà ai làm sai làm gì thì mình đừng có kệ họ. Họ sẽ ứng hầu trước mặt Chúa, họ sẽ để Chúa xét đoán họ. Mình là mình cầu nguyện cho họ thôi, để cho họ đi đúng thôi. Cho nên đó là Chúa cho chúng ta đừng có phạm thượng, đừng có nói. Nếu mà người nào mà mình đi làm chứng mà họ phỉ báng Chúa thì Chúa có thể tha, nhưng mà phỉ báng đến Chúa Thánh Linh thì Chúa nói là đời này đời kia thì cũng sẽ không được tha thứ. Cho nên chúng ta lưu ý những người mà dạy Kinh Thánh đồng ý rằng tội nói phạm đến Đức Thánh Linh chính là khăng khăng cố ý phủ nhận điều mà Chúa Thánh Linh làm trong đời sống con người. Ai làm điều này thì đã từ chối phân biệt giữa tốt và xấu. Một khi nhầm lẫn điều này trong trí, tức gọi điều xấu là tốt, gọi tốt là xấu trong Esai đoạn 5 câu 20. Xin chúng ta giải trong Esai đoạn 5 câu 20. Chúa nói gì đây? Esai đoạn 5. Esai đoạn 5 câu 20. Đoạn 5. Esai đoạn 5 câu 20. Khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ, lấy tốt làm sáng, lấy sáng làm tối. Vật chi cay trở cho lì ngọt, vậy chi ngọt trở cho là cay. Khốn thay cho kẻ chính mắt mình cay, coi mình là khôn ngoan, từ mình xét đoán mình là không sáng. Ai cho kẻ bằng mình uống rượu có sức lực đặng pha các thứ uống hay sai, vì hối lộ mà xưng kẻ có tội là công bình, và cướp lấy sự công bình của người nghĩa. Khốn khai cho kẻ gọi dữ là lành. Wow, câu Kinh Thánh này ghê thiệt chứ hả. Lần đầu tiên mình nghe cái người ấy không còn ở trong chỗ biết ăn năn, coi như là lành dữ, dữ lành, coi như không biết phân biệt tay phải tay trái luôn, coi như là như vậy để ăn năn cái điều gì, ăn năn điều tốt hay là điều xấu. Vì vậy cái người ấy không còn nhận được sự tha tội, người ấy đã phạm vào tội, không còn có sự tha thứ nào cho tội đi nữa. Giống như bà, cái người mà năm lần bả lượt mình không có nghe, mình khuyên á, mình khuyên họ nghe á, thì ông Paulo với ông Phi-e-rơ kêu gì, mình phải khai trừ họ, coi họ là người ngoại. Coi họ người ngoại, mình khuyên họ nghe, họ còn chống đối mình nữa, thì mình đừng có khuyên họ nữa. Rồi có chỗ thì ông Paulo nói là thôi phó cho quỷ Satan luôn, dữ quá rồi. Coi như là tín đồ, giờ không phải là tín đồ nữa, mà nó mang lót chiên thôi.
nó mang blockchain thôi, nó là dê rồi và coi như công cụ của ma quỷ rồi. Cho nên quý vị mà khuyên, cầu nguyện khuyên, nhưng mà họ chống đối mình, họ cứ tiếp tục chống đối mình, họ cứ mình phải lánh xa thôi, mình phải lánh xa, mình phải khai trừ. Rồi á là ông Paulo còn kêu mà phó cho quỷ Satan nữa, tại vì tiêu luôn rồi, nó thuộc về Satan rồi, không thuộc về Chúa nữa. Ban đầu thì mình có thể cầu nguyện, mình có thể khuyên, mà khi họ cứ tiếp tục họ chống đối hoài, như tiếng tín đồ mà rời khỏi hội thánh thì tôi cũng lễ lạc, tôi cũng nhắn tin, tôi cũng mời, nhưng mà họ không thấy gì thì thôi, mình cầu nguyện cho họ, rồi mình cũng khuyên họ, nhưng mà họ bây giờ coi như là mình không ghét họ, nhưng mà mình cũng còn thương họ, nhưng mà họ không có để ý gì thôi, thì thôi mình phải chấp nhận thôi, đúng không? Mình cũng như mà đối với hồi xưa Paulo nó coi như là phải khai trừ, coi như là giống như ở Việt Nam mà thường thường ở bên Mỹ thì mình không có giấy phép Hồng Kông, với Việt Nam là giấy phép Hồng Kông nha quý vị. Mà giấy phép Hồng Kông không phải là không cho họ việc tiệc thánh, nhưng mà có nghĩa là cho họ trong vòng mấy tháng để mà họ ăn năn á quý vị, ăn năn á. Mà có người thì cứng đầu họ không ăn năn thì thôi. Chứ mình không có để cái tội lỗi nó xâm chiếm hội thánh của Chúa được. Rồi Phaolô nó còn phó cho quỷ Satan nữa thì cái đó thì hơi cực lớn luôn á. Mà ở đây chúng ta thấy đó, Chúa nói trong Ê-sai đoạn 5 câu 20 đó, có những người mà không biết mặt trái mặt phải hết, giờ coi như là không biết nữa. Nói đúng nói sai gì cũng ai vua hết. Cho nên đó là họ không biết ăn năn, không có biết điều tốt điều xấu gì. Mình đáng lưu ý là ai sợ mình đã phạm tội và tội không thể được tha thì họ không phạm phải, bởi còn biết sợ, còn họ chứng tỏ họ vẫn còn hiểu được khác biệt giữa tốt và xấu. Nếu mà họ sợ tội thì họ làm gì quý ông bà anh chị em? Họ không dám làm. Còn nếu mà họ đã làm rồi thì họ phải ăn năn, đúng không? Phải ăn năn, đúng không? Mình ăn năn tội lỗi mình quay đầu trở lại. Có những người mình thấy họ thay đổi rõ luôn á quý vị. Mình trong hội thánh đó, tôi cũng nói, nhưng mà có những người mà chấp hành theo luật lệ đúng, họ biết lỗi, họ chưa sai, bây giờ là họ trở thành môn đồ tốt của Chúa trong hội thánh mà. Tôi thấy đó là một cái điều mà Chúa thay đổi thật. Chứ mà gặp mà mình mà cư xử giống cái người mà chống luôn luôn chống đối hội thánh, chống đối ở trong nhà thờ đó, rồi mà mình mà xử sự giống như cái trường hợp đó đó, về lực lệ này kia đó, thì họ còn chống đối, họ còn ấy mình hơn nữa. Mà có một người tôi rất là cảm phục là áp dụng lực lệ của Chúa, điều răn Chúa, nhưng mà họ vẫn ở nhà thờ mình, họ vẫn trung tín với Chúa, họ được phục hồi, rồi và đời sống họ rất là tốt, rất là mừng luôn. Tại vì cái người đó biết lỗi, người đó biết ăn năn, người đó Chúa vẫn tiếp tục dùng, vẫn tiếp tục dùng cái đời sống đó. Cho nên mình thấy mình rất là khích lệ và mình rất là tự hào người đó. Giờ tôi không nói tên ra, thì thấy Chúa có làm, Chúa làm, Chúa biến đổi con người đặc biệt, con người đặc biệt trở nên tốt đẹp đến ngày hôm nay vẫn còn ở trong hội thánh. Còn những người mà mình khuyên á, chửi mình luôn, gọi điện thoại thôi chửi mình luôn, mà họ không biết ăn năn, mình cũng khuyên mình, tại vì mình biết kỹ rồi, họ không biết họ làm gì, thì mình luôn luôn cầu nguyện cho họ, mình nhắc nhở họ, nhưng mà họ cái tánh nào tật nấy thì cái đó mình chịu thôi, đó để Chúa lo, còn mình thì làm hết cách của mình. Cho nên mình cũng học theo gương của Chúa là cứ mình cứ kiên nhẫn thôi. Vì vậy cho nên
xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để cho mình biết phân biệt cái đúng cái sai, rồi Chúa Thánh Linh cho mình biết phân biệt các thần nữa quý ông bà anh chị em, để mình biết cách để mình xử sự đối với anh em cũng như những người mà chưa biết Chúa, thì mình xin Chúa cho mình có cái ơn, cho mình đầy dẫy Chúa Thánh Linh, cũng như Chúa Giêsu nói là nước thiên đàng, nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ thì nước thiên đàng đã đến tận các ngươi. Nước thiên đàng của Chúa đã đến, để đến rồi. Chúng ta thì có cái trách nhiệm là khi mà chúng ta đầy dẫy Chúa thì chúng ta sẽ nói tiên tri, chúng ta sẽ giảng đạo, chúng ta làm chứng để đem nhiều người về với Chúa. Đó là buổi tối hôm nay chúng ta chỉ học đến đó thôi. Mình nói đến vấn đề ma quỷ, mà nói đến vấn đề Satan, nhưng mà ai phạm thượng với Chúa Thánh Linh thì làm gì? Không được tha thứ. Phạm thượng Đức Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu còn như là đỡ một chút ha. Chúa Giêsu tay lòng thương xót của Chúa, chứ phạm thượng với Đức Thánh Linh là thôi là tiêu rồi. Giêsu không bao giờ tha thứ rồi. Cho nên xin Chúa ngày ban phước cho chúng ta buổi tối hôm nay. Mình thấy cái lòng của người Pharisee rất là gian ác ha, phạm thượng ha, rất là gian ác. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng có giống như họ, đừng có cái tấm lòng giống như họ, có tấm lòng đơn sơ, tấm lòng yêu mến Chúa, tấm lòng rộng lượng thương xót qua. Ngay cả khi mà họ nói Chúa Giêsu là dùng chúa quỷ và tự quỷ, thì Chúa Giêsu nói hỡi dòng dõi gắn lục, mây vốn là loài xấu, làm sao nó được sự tốt, nó được sự tốt, bởi vì họ đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Chúa cho chúng ta đầy dẫy Thánh Linh ở trong lòng của mình, thì mình sẽ nói ra những lời tốt đẹp gây dựng, những lời yêu thương, lời làm cho người khác thỏa mãn, được gây dựng. Đừng có đầy dẫy những cái lời xấu xa giống như người Pharisee. Thì đó là những cái lời của ma quỷ. Ma quỷ thì đem đến những sự cay đắng, buồn giận, cãi lẽ, đó là xác thật. Còn Thánh Linh của Chúa thì đó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, chân từ, hiện lạc, trung tính, nhưng mà được đọc. Cảm ơn Chúa. Quý ông bà chị em có điều gì học hỏi trong cái phần này không? Để chúng ta kết thúc và chúng ta cầu nguyện. Mình học hỏi được cái gì, điều gì ở trong cái bài học của tối hôm nay? Mình rút ra được cái gì trong cái cách cư xử, cái cách lời nói của mình, cái hành động của mình? Nếu không có thì chúng ta sẽ định với Chúa qua sự cầu nguyện. Tôi xin mời cô Bích cầu nguyện. Chúng ta kết thúc. Chúng ta sẽ gặp lại ngày mai trong buổi học Kinh Thánh cầu nguyện của Nhật Thờ. Tôi xin phép được cầu nguyện. Con kính lại ba ngôi Đức Chúa Trời là Cha từ ái yêu thương chúng con. Con cảm ơn Chúa. Chúa có ban phước cho chúng con được một thì giờ quý báu. Chúng con còn sống đẳng trên mặt đất này. Chúa cho chúng con có thì giờ quý báu này để chúng con ngồi lại với nhau học lời Chúa. Con cảm ơn Cha nhiều lắm. Xin Cha ban phước thêm sức cho chúng con được dồi dào sức khỏe để chúng con sống được vui vẻ hầu việc Chúa. Xin Chúa Ngài mở trí khôn ngoan thông sáng và trí nhớ cho chúng con, để chúng con học lời của Chúa được ghi khắc vào tâm trí, tấm lòng chúng con, để chúng con áp dụng trong đời sống hàng ngày. Chúng con làm theo lời Chúa dạy. Con cảm ơn Cha nhiều lắm, Cha ơi. Xin Cha cho lời của Chúa được ghi khắc vào trong tâm trí chúng con hàng ngày. Cho chúng con
khi ngày xưa rất là độc ác, Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con biết nhờ kỹ Chúa, làm theo lời Chúa dạy, để chúng con tránh xa những lỗi lầm. Chúng con biết làm những điều tốt đẹp như lời bài học Chúa đã dạy chúng con, cho chúng con đừng phạm thượng bất cứ Chúa hay là Đức Thánh Linh. Chúa cho chúng con biết run sợ những việc tội lỗi lớn lao này. Chúa ơi, con học qua con lớp run sợ lắm. Xin Chúa Thánh Linh gìn giữ mỗi tấm lòng, một môn miệng chúng con. Chúa cho chúng con được nhớ, được hiểu, được làm theo lời Chúa dạy, để chúng con giữ lòng, giữ trí, giữ môi miệng mình khi nói ra làm chứng về Chúa, hay là hằng ngày chúng con giao tiếp mọi người. Chúa cho chúng con, ban cho chúng con cái sự khôn ngoan, thông sáng. Chúng con nói ra bởi Chúa Thánh Linh ở cùng dạy dỗ chúng con từ lời nói, việc làm, hành động, Chúa ơi, để chúng con khỏi phạm tội cùng Chúa. Xin Chúa thương xót, Chúa cho chúng con học lời của Ngài, chúng con được ghi nhớ trong tâm trí, tấm lòng, môi miệng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa ở cùng Hội Thánh, quý ông bà, chị em chúng con, gìn giữ chúng con, nhắc nhở chúng con, cho chúng con biết kính yêu Chúa, trung tính học lời của Ngài, vì lời của Chúa là thức ăn linh lương để nuôi dưỡng đời sống tâm linh chúng con. Lời của Chúa là ngọn đèn soi sáng cho bước đường chúng con theo Chúa. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con biết nhờ lời Chúa để tẩm bổ đời sống tâm linh chúng con được lớn lên, được tầm thước giúp dạc trong bước đường theo Chúa, hầu việc Ngài một cách trung tính, tốt đẹp hơn, để chúng con sống cho được đẹp ý Chúa, đẹp lòng mọi người, và được làm sáng danh Ngài nữa. Con cảm ơn Cha nhiều lắm. Xin Cha ban phước cho tôi tới Chúa ông mục sư được dồi dào sức khỏe, được đầy ơn của Chúa, để mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi giờ ông dùng lời Chúa dạy dỗ, dẫn dắt đời sống tâm linh chúng con càng ngày càng được lớn lên, đời sống tâm linh con được đứng vững trong bước đường theo Chúa. Con cảm ơn Cha nhiều lắm. Chúa ơi, ngày mai chúng con có hầu việc Chúa, cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh luôn ở cùng mỗi tâm lòng chúng con, dạy dỗ, nhắc nhở chúng con luôn luôn biết sống cho đẹp lòng Chúa, và sống được làm vinh hiển danh Ngài. Con cảm ơn Cha nhiều lắm. Con giao phó mọi sự trong tay Cha. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Là Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội địch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, vì vinh hiển thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Hallelujah, kinh khen Giêsu. Hallelujah, amen. Hallelujah, kinh khen Giêsu. Giấc dây chúng con hoài. Amen. Yeah, xin chào cô Bích, chào chị Hồng Ân. Chào bà ngoại, chào cô Hảo, chào cô Chanh. Gặp lại ngày mai. Dạ. Dạ, chú ban phước cho chú ngủ ngon nha. Dạ dạ. Chú ngủ ngon. Xin chào cô Hiệp. Xin chào các anh chị em. Chú ban phước cho các anh em, gặp lại ngày mai.
Chào chị Linh.